cái mẫu đi vỏ bình. Mẫu này là mẫu mới nha quý khách. Mẫu này là em lan chạm là hai chú ngựa, hay còn gọi là mẫu song mã, để em quay cận cảnh cho mọi người xem. Mẫu song mã này em chạm hai mặt luôn, rất thích hợp cho các bác nào là tuổi ngọ. Mình mua một cái vỏ ủ như thế này để về mình trưng bày ở trên bàn trà hoặc là trong phòng khách, nó sẽ đem lại là may mắn, tài lộc, thịnh vượng đến cho gia đình của mình, đặc biệt đó là tuổi ngọ. Rất thích hợp những cái mẫu bình như thế này. Hiện tại thì mẫu này em đang chỉ có duy nhất một xay thôi, đó là xay đựng ấm 1,5 lít, có giá là 200.000 đồng, và em đang miễn ship trên toàn quốc. Tặng kèm theo là thứ nhất là một cái ấm tích, thứ hai là một cái lon đựng trà, và thứ ba là hộp kẹo dừa. Những cái mẫu vỏ ủ như thế này được làm từ gỗ dừa nguyên khối của Bến Tre, đặc biệt đó là gỗ dừa Bến Tre rất là bền và giữ nhiệt khá là tốt, từ 6 đến 8 tiếng. Nếu như mà quý khách nào đang cần một món quà để làm quà tặng cho ông bà, cha mẹ, người thân, hoặc là đi ăn mừng thân gia, khai trương, tặng cho ship, cho khách hàng gì đó, thì mua một cái vỏ ủ như thế này nó rất là ý nghĩa luôn. Mẫu này được gọi là mẫu song mã, em làm chạm hai mặt luôn. Mẫu đế mai, nắp măng cụt và chạm song mã hai mặt. Em đang chọn lọc từ những gốc dừa rất là già để tạo nên những cái vỏ bình ủ như thế này. Nhìn rất là đẹp luôn.